Xin kính chào quý vị nha. Chào mừng quý vị quay trở lại kênh mình nha. Quý vị ơi, hôm nay mình quay cho quý vị xem cái đống lúa này nè. Đống lúa này bị bỏ cọc ngày hôm qua nè. Đấy, bây giờ mình ông chủ ruộng này ông liên hệ được với nhà máy với lại ghe nè. Bữa nay bắt đầu là ghe sáng nay sẽ lên lấy ha. Mình sẽ quay cho quý vị thêm xem cái đống lúa này chuyển đi cân như thế nào ha. Thì hôm qua là cái đống lúa này giá là bán là 7.800 ha. Nó bàn trước khi cắt là nó xin 50 đồng. Nhưng mà đến khi mà nó vô nó coi lúa xong là nó chê lúa đen rồi nó không xin giá nữa mà nó bỏ thẳng luôn. Thành ra là bắt buộc chủ ruộng người ta phải liên hệ với nhà máy với lơi ghe là nó đi xây để bán gạo. Bây giờ thì anh em nông dân cũng để ý ha, trước khi mà mình cắt lúa mình giao kèo với thương lái, thường thường mình sẽ giao kèo là muốn bỏ cọc hay là muốn như thế nào đó thì phải cho hay trước 2 ngày lấy hoặc không lấy, hoặc là như thế nào đó thì mình giao kèo trước 2 ngày chứ đừng để tình trạng này xảy ra ha. Đừng để cái tình trạng mà cắt xong lại mà hốt lên rồi bỏ đi ngang như gì là nông dân rất là khó xử lý ha. Ví dụ như mình có quen một số thương lái thì mình có thể ghe là bọn mình có thể điều đi được, còn nếu như nông dân mà không có quen á thì rất khó để mà điều tiết ha. Đấy thì cái nếu mà để mà không xây kịp thời á thì lúa nó sẽ bị chua, thì bị ảnh hưởng này nọ, sẽ giảm năng suất, là ảnh hưởng hạt gạo đến tay người tiêu dùng ha. Đó rất là nguy cơ hay gì ha. Thì thương lái nó không có thương tiếc gì nông dân đâu quý vị. Ví dụ cái nào có lời thì nó lấy, còn không có lời thì nó lập tức nó sẽ bỏ ngay. Họ chỉ tính lợi nhuận thôi, họ chứ không tính về cái chất lượng hạt gạo để đưa đến người tiêu dùng đâu hay quý vị ha. Đây là mấy anh em công đoàn đã chuẩn bị ghe tới giác hay quý vị ha. Đội này cũng ít người ha. Ở đây có 20 tấn lúa à, thành ra công đoàn có khoảng 5-6 người hay quý vị. Đấy. Bữa nay mình liên hệ được nhà máy thường thì 20 tấn nó không ấy, nhưng mà chủ nhà máy này nghe mình là có nghe ông chủ ruộng này có 20 tấn lúa à, thành ra là nhà máy mới đầu thì nó không nhận, nhưng mà nghe được cái hoàn cảnh là bỏ cọc, thành ra nhà máy nó cũng chấp nhận cho lấy cái mẻ nhỏ để xây luôn ha quý vị ha. Xây và lấy gạo cho nông dân ha. Đây là cái sự ưu ái cũng giúp đỡ cũng nhiệt tình của chủ nhà máy ha quý vị ha. Đấy. Thì chủ ruộng trong quá trình mà làm hợp đồng với thương lái á, thì nên giao kèo cho kỹ lưỡng ha. Muốn bỏ cọc hoặc là muốn xù kèo như thế nào đó thì trước đó 2 ngày đặng chủ ruộng có thể uyển chuyển nha, hoặc là lúa đứng ở ngoài đồng thì có thể mà mình có thể uyển chuyển này kia được. Còn một khi đã cắt ra rồi như thế này á, rất là khó quý vị ha. Một trong 2 ngày phải bán đi liền, phải đi lên lò sấy liền để không thôi là ảnh hưởng hộp gạo lắm nha, có thể hư lúa luôn á. Cho nên anh em nông dân mình giao kèo với chủ ruộng là phải cho với thương lái là phải cho kỹ, và cắt ra là bắt buộc phải lấy, cỡ nào cũng phải lấy chứ không thể để nào tình trạng như thế này. Do các anh nông dân này bán là không có gặp được trực tiếp được thương lái nè, chỉ gặp qua cò thôi, cho nên là thương lái vô thì không có cũng không có nói được. Cò thì hai ông cò thì cũng có trách nhiệm, ông cũng nghe điện, nhưng mà ông cuối cùng điện cũng không được, ông kiếm người khác để ông cáp kèo vô để ông bán cho mình, nhưng mà cuối cùng cò thì không làm được đó. Thì mình nếu mà mua bán lúa thường á, mình gặp trực tiếp được thương lái thì càng tốt ha, mà bắt buộc phải gặp thương lái thôi quý vị. Anh em nông dân cố gắng là gặp thương lái, đừng có gặp cò nhiều quá. Cò là ví dụ như cò thì có thể cáp được kèo này kèo kia thôi, mà đa số thương lái thì không có tới ruộng mua ha, chỉ giao cho cò không à. Nhưng mà kết thúc thì nên chúng ta nên cố gắng sắp xếp như nào gặp thương lái trực tiếp, thương lái thì tốt nhất ha. Cò thì ví dụ như bán thương lái này nó bỏ thì kiếm cò khác, kèo khác gáp vô không được thì mình cũng kiếm đường tẩu thoát thôi. Như cái này thời điểm lúa ít như thế này thì không có thể nào ghép được với ai hết. Đấy là cái khó của nông dân và cái không tốt của người thương lái ha. Thương lái họ chỉ biết lợi nhuận rồi chứ không biết cái nỗi khổ của nông dân. Ví dụ bỏ cọc cái miếng này có 9 triệu nhưng mà miếng lúa này gần có mấy chục tấn, người ta hai mấy tấn, người ta là bao nhiêu tiền của trong này, cả tài sản của người nông dân ở đây, cơm áo gạo tiền của ta chúng ta 4-5 tháng tới nữa. Đấy, họ sẽ không bao giờ nghĩ đến ha, họ chỉ biết cái đồng tiền ngay trước mắt thôi. Ví dụ thương lái có tình nghĩa, ví dụ như bây giờ biết mang mà ăn đàng hoàng, ví dụ như bỏ cọc người ta thì phải kiếm lái ghe là cho người ta đi xây qua đi xấy, để họ cái lo lắng trước là cái hạt lúa thu hoạch ra là phải xử lý liền, hoặc còn không cắt ra thì phải để trên cây cho người nông dân, để cho cái hạt gạo nó đừng bị hư. Đấy, đội công nàng đoàn này 6 người ha quý vị ha. Đấy, mình giác đây còn giác đâu nữa không? Gì hả? Ghe này 30 tấn ha. Đấy,
cũng may mắn là chủ ruộng này cũng may mắn là có bà chị làm hàng sáu ha, thành ra là ghe này với nhà máy liên hệ cũng dễ ha. Đó, anh em nào mà trường hợp này có xảy ra, anh em nào mà có bị thì cứ comment cho mình ha, mình sẽ chỉ ghe, điều ghe với lại chỉ nhà máy cho anh em đi xây. Trường hợp bị lái nó bỏ cọc thế này mà không có kiếm lái được á, có khó khăn gì cứ comment vô cái thấy được clip này thì comment vô ha, mình sẽ hướng dẫn nhà máy với lại ghe này nọ kia cho anh em. Anh em tự thương lượng giá cả ha, hoặc là đưa mình thương lượng thì cũng được ha. Ghe này thì 30 tấn anh em, cũng vừa với cái đống lúa của mình ha, lúa mình cũng khoảng 20 mấy tấn. Đội quân này cũng đông lắm ha, nhưng mà chia ra thành hai nhóm mà, nhóm này 6 người, còn nhóm bên kia cũng 6-7 người nữa, chia ra 2 chỗ giác. Đây chủ ghe. Bắt đòn xuống ghe này mà. Còn mình thì chuẩn bị phần mềm sẵn ha. Né né cái dừa con giùm, coi chừng vô cái dừa. Hên ông ở nhà, ông đi theo gái nữa, chết tôi luôn rồi đó. Đây ghe này 40 tấn ha quý vị ha. Đây, bắt đầu vô căng ha anh em ha. Do là mình có bình đơn ha, mình lo vừa ghi căng vừa ấy nữa, cho nên mình không có quá trình căng, mình không có ghi hình lại ha anh em ha. Đây. Giờ này bắt đầu vác được hết 10 mấy chục bao rồi, mấy anh em công đoàn nghỉ mệt nè. Đấy. Xuống được mấy tấn lúa ha. Hello. Hello, hello, hello các bạn. Đây. Màu lúa cũng đẹp lắm quý vị ơi, chứ không phải xấu ha. Đây. Lúa trong bao thì hơn lái chơi ha, mình rổ ra quý vị coi nè. Lúa sáng thật ha. Đấy. Tại vì lúa này nó ngã chỉ trong vòng có 2 đám mưa cách đây có mấy ngày à. Không phải nó ngã sáng, nó gồm gồm xuống, nó sát xuống lý do đám mưa cuối cùng cái ngày 20 trước ngày cắt á, có đám mưa lớn thành ra là nó mới nằm xuống luôn, chứ mấy bữa trước là nó còn gồm 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 chứ nó chưa có nằm xuống. Đấy, bỏ gì thì nông dân rất là khốn đốn ha. Đấy. Nhờ liên hệ được nhà máy này kia cho nên giải quyết được đống lúa này ha. Căng giờ này khoảng 9 giờ ha, khoảng tới chiều chiều lúa tới lòi. Vậy là tới cái ông điện tôi ha, khoan lên điện cho tay ca ha. Ghé lại là nó lên thì ông tôi điện ông ghé lại điện nè. Rồi ghé lại điện đi rồi khoan lên, cho nó khoan lên đi xáy đi. Ừ. Ừ. Rồi cái đầu chạy xuống. Phải không phải là ghé lại phải cho tao lên, cho ông lên thì điện ông cái thì mới lên. Ok. Rồi gì vậy ha? Tôi dọn dẹp này xong tôi dọt theo. Rồi quý vị ơi, bắt đầu đi xây quý vị ơi. Thì thuê được cái ghe này là tính 30 tấn nha. Là tính 160 ngàn tấn. Đấy. 30 tấn mình tính buộc tải cho đủ 30 tấn, mình có 18 tấn mấy, 19 tấn. Rồi, chuẩn bị đi theo ghe quý vị ơi. Ghe xuống tới nhà máy nè, nhà máy xây lúa nè. Đầu đợi do là cúp điện rồi, thành ra là đợi có điện lại đang đầu khoan lúa lên sấy, sấy đưa qua xây luôn. Đấy. Đây mấy cái ghe này về trước nè. Bắt đầu chuẩn bị lên lò sấy, do cúp điện rồi thành ra là không có lên lò sấy được. Còn ghe mình thì chở lúa mình thì có nông dân mà bị bỏ cọc đó, cũng đang trên đường về, tiếng họ tới đây. Đù mấy lò sấy, chà bá luôn. Cúp điện rồi tao hù luôn á quý vị, đã có điện bắt đầu mới sấy.
Mấy nhà máy này ở là Cả Bí kêu lại gì ta, Cả Bí Chợ Mới An Giang phải không? Ở Cả Bí Chợ Mới An Giang không quý vị ha. Mấy cái đoàn ghe này ở cũng mấy ở cái đồng xa về nè. Đấy. Xã Hòa An. Cầu Cá Bí, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Đấy. Cái ghe này cũng trên đường về đang tấp vô nè. Bên kia kìa. Khu vực dưới này là nhà máy dữ dội lắm ha. Đấy. Anh em nào mà bị lái bỏ cọc ha, cứ việc alo cho mình ha. Comment vô đi mình chỉ xuống đây xây. Giống như ông nông dân này ha. Đấy. Đấy. À, có mấy anh này. Lên tăng tử nè, nó tăng rồi lên xong rồi in phiếu ra. À cái phiếu nó chạy ra đó ha anh ha. Phiếu ra. À. Như đắng nó báo trên phiếu rồi ghi vô sổ. À. Đây cái căn điện tử ha. Kết nối đó. Lên đó lên phao căng ha. Chạy bên băng đải cho băng đải chạy lên bên đò. À. Băng đải rồi. Xong chạy lên vào bên. Đấy, về đây là căng lại hết hoàn toàn ha quý vị ha. Đấy, cái căng này. Mấy phao căng đó. Đó. Lên lên lên, chạy băng đải mình lên trên đò. Đó, mấy anh này nói ha. Đây hệ thống của lò sấy ha. Có mấy cái khoang đó quý vị nữa. Ghe đây ghe chà bá. Nhà máy xây nè quý vị. Nhà máy này nhà máy dạng hòa ha. Mấy cái lò sấy ghe ngoài 80 tấn nè. Ghe trong 50 tấn nè. Ghe bành không. Mấy bên kia mấy chiếc xà lan. Đây, đây là mấy cái lò sấy nè. Giờ này cúp điện mấy anh công nhân đứng đây nè. Đấy. Nhà máy nè. Đây cái ghe chấu chà bá lửa luôn ha. Đấy. Ông chủ ghe ông cười cười. Đấy. Đó. Ôi. Ôi ốc nổi luôn không quý vị ơi. Yeah. Bên kia có chỗ xuống ghe chấu à. Nhà máy. Đi xuống đây xây lúa mà biết mấy cảnh thấy cái cảnh này á. Ở dưới này thì băng tải liên tục truyền lên nha, thổi chấu ra. Đó bơm. Ghe này bơm đâu á. Đây là cái dây chuyền để mà ấy băng tải chấu nè. Đây chấu lên đâu vậy. Có cái khoan này, khoan này, lúa lên. Lúa dưới ghe lên á. Có trồng cái lên cái căn căn ở mấy đỉnh xác định số ký á. Đây là cách thức lò sấy vận hành nè quý vị. Đấy đảo lúa lên ha, không có cào như ngày xưa đó quý vị ơi, cứ đảo lên hoài. Lúa đều ra, ở đằng kia đổ xuống là nó chạy chạy đều ra, bộ máy móc hết ha, đầu dây vô đặng khoan lên theo cái gì á, đây là sấy đem qua sấy, rồi bán lên. Sẽ quay ghi hình chia sẻ cho quý vị. Cái quy trình khoan lúa lên ha. Đấy. Lúa khoan đưa xuống ghe ha. Lúa lúa của mình có 18 tháng 7 à. Cho nên cái ghe này 40 tấn là nó phiêu. Yeah.
lên xuống ghe hết là tuyệt vời hết quý vị ha. Tất cả đều là công nghệ hết. Ví dụ ghe cháu ngày xưa gánh á, bây giờ không gánh nó bơm hay gì, thấy bơm mập rồi đúng không? Đấy, khoan cái lên tiền khoan ha. Cái khoan lên lên con tải. Con tải mới chuyền ở đây. Ở đây mới lên qua cái bồn căng. Đây là bồn căng nè quý vị. Căng xong cái xuống dưới này có cái bằng tải. Chuyền lên mới chạy lên trên lò sấy. Bắt đầu đưa lò sấy ha. Căng này căng tự động á. Đó. Căng xong cái xả lúa gà. Tiếp theo ha. Tạm biệt hết tất cả quý vị nha.